Hai xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay Lâm xin giới thiệu với các bạn một mẫu nước hoa mà lại là một lần nữa Lâm xin nói là mẫu nước hoa này cho tất cả các shop và những cái người mà buôn nước hoa chuyên bán nước hoa lâu năm á, thì mới biết thôi. Đó chính là mẫu BVL, và nó đặc biệt ở chỗ nào thì hôm nay Lâm xin nói rõ cho các bạn. Đây là phiên bản Bunbury for Emirates là một cái hãng hàng không nổi tiếng của Trung Đông, là một cái hãng hàng không mà có thể nói là chuẩn năm sao của các nguyên thủ quốc gia hay tin dùng và chọn cái dịch vụ này. Dịch vụ hàng không Emirates rất là nổi tiếng của Trung Đông, hay nói chính xác hơn là tại cái nước Dubai ấy nha các bạn. Đây là của Dubai, đây là ở phía sau của nó có hàng chữ là BVL. Đây BVL Out the toilet và not for sale nha các bạn. Not for sale nghĩa là nó không có dành, không được bán nha, không được bán thương mại nha. Phiên bản làm trên tay là được sản xuất tại Italia. BVL Emirates. Thì đây là một cái mẫu nước hoa đặc biệt ở chỗ nào? Vì đây là một mẫu nước hoa dành cho những cái người mà làm chuyên ở trên hàng không á, thì họ mới được sử dụng thôi. Vì cái nước hoa được tinh chế và chiết xuất riêng cho họ, cho những cái người làm bên ngành hàng không, ví dụ như là phi công hoặc là những cái người mà tiếp viên của hàng không, những cái air attendant á, thì người ta sẽ sử dụng cái mẫu nước hoa này. Nó 50ml và không được bán nha các bạn. Đó, số lượng rất là hạn chế, và thêm một cái nữa là không phải ai cũng có đâu nha các bạn. Đây, rất là tốt. Mẫu này là, thì theo Lâm biết thì mẫu bên trong của nó là pha lẫn một chút gì đó của BVM Extreme và BVM in Black. Thì hai mẫu này nó pha cùng với nhau, mà cái chính vì cái cách thiết kế mà không cho thương mại hóa cái mẫu nước hoa này, mà chỉ dành riêng cho những cái bạn nào mà làm trong ngành hàng không thôi, cho nên là nó cái kiểu chai đó và cái nắp chai của nó làm rất là thô sơ, để mà tránh bị tuồn ra ngoài mà buôn bán thương mại nha các bạn. Nó là như vậy, chúng ta chỉ cần bật cái nắp nhựa này ra thôi thì nó có trong vậy. Thì cái mẫu mà mẫu này là mẫu BVM Extreme, một cái mùi rất là thơm mát, nó giống như là BV Aquia vậy đó, nhưng mà nó có pha lẫn một chút của Men in Black và một chút của Men Extreme, nó sẽ mới ra là cái mẫu này. Thật là khó tả, bởi vì nếu các bạn là tín đồ của BV Bunbury á, thì chắc là các bạn sẽ chưa có các bạn là ít khi nào mà các bạn sử dụng qua cái những cái mẫu nước hoa như là Aqua mà pha lẫn như Men in Black. Thì đây là một cái sự lựa chọn cho các bạn. Các bạn nếu mà đã quá quen thuộc với BVL á, thì các bạn không xa lạ với BVL Aquia, Aquia Marine hay là BVL Amara, thì những cái mẫu đó thì nó quá là phổ thông mà các bạn có thể dễ dàng tìm mua từ các shop. Thì cái mẫu Emirates này là một cái mẫu được thiết kế dành cho những cái chuyên viên hàng không, cho nên là không phải ai cũng có. Lâm xin nhắc lại một lần nữa là nó là BVL, not for sale nha các bạn, không có được bán nha các bạn, không được bán thương mại nha các bạn. Đây là bản 50ml và không được bán, not for sale. Nồng độ của nó là eau de toilette thôi, và cái chai này á là chỉ dành cho những cái người nào làm trong ngành hàng không. Nhưng mà Lâm thật là may mắn được trên tay và được thử nghiệm và được trải nghiệm qua, cho nên Lâm muốn giới thiệu cho các bạn như vậy thôi. Chứ bản này không là bản thương mại và các bạn không thể nào mà mua được tại các shop. Lâm xin cam kết là các bạn không mua được cái mẫu này ở đất. Các bạn có liên hệ mua hàng hay là muốn ship hàng hoặc là tư vấn gì đó thì các bạn hãy liên hệ với Lâm hotline 0939010432, hoặc là các bạn có thể truy cập vào cái fanpage của Lâm ở cái địa chỉ là www.facebook.com/xoẹt Lâm Quỳnh Shop. Và cảm ơn các bạn.